Cũng nghĩ sao bay sớm dữ vậy? Em không vào thành phố nhá, alo. Vào thành phố lag lắm. Biểu à?
Rồi mà bạn ngu quá nhỉ. Vẫn còn thằng nha. Điểm nào bắn mình vậy? Nào mất dậy. Dưới này. Hả? À, đâu? Cắm đi. Không nghe bắn. Rồi đây đây đây. Thank you.
Đi một mình với tao à? Chị nhặt thẻ nhá, chị nhặt thẻ đi nhá. Bắt luôn chị, giết luôn. Nào liễu thật. Con gà lồn này. Quay lại chỗ lúc này mình đặt đồ thôi. Không nhớ không quay lại cái chỗ lúc này giết người nó trong bo mà. Không cần đâu, cái chỗ này chị mới mở nè. Đợi nó ra. Là đồ vàng không? Vàng gì nữa, bo vào rồi gì vàng gì nữa. Còn có 24 thằng à? Lên núi đi. Đảo. Ủa đảo đâu vậy? Còn đảo đó đó. Ồn ông mũi ơi. Đâu có chị chọc lên này. À chỗ mũi à? Không, ở dưới núi rồi. Đâu á? Đây. Bắn yếu rồi. Ờ thằng này bó. Mà nó cứu kìa. Còn một thằng nữa đâu ấy. Phạt em cái máy phát anh. Này. Đâu, chấm. Đâu. Đồ hết
16 thằng. Ủa giết thêm mấy thằng nữa hả? Em giết 17 người. Mũ đây đi săn boss lưng đu mùng rồi. Má em đang tận 16 người xem. 16 người coi. Oh hello người em. Hello hello. Đây này, nó đây này. Hello. Má ông mũi nhanh vậy. Cái ghét nhanh vậy. Hai mốt kill. Trời ơi, ủa vậy? Cái này là 100% win luôn rồi. Thì đó. Chơi mấy ván là thấy tí thắng thịt cả mấy ván. Vậy thôi chứ vài bữa gặp thì thật nhầm nó bắn ác lắm kìa, nó bắn không chịu nổi luôn.